Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải Châu Âu EMSC xác định trận động đất mạnh 6,1 độ. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết cường độ trận động đất được ghi nhận ở mức 6,2 độ. EMSC cho biết tâm chấn nằm ở độ sâu 35 km cách thủ phủ Lan Châu của tỉnh Cam Túc 102 km về phía Tây, Tây Nam. Các báo cáo chính thức chưa cho biết liệu có người mất tích sau trận động đất hay không. Thông tin từ báo Tiền Phong, hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho biết tâm chấn nằm cách điểm giáp danh giữa hai tỉnh Cam Túc và Thanh Hải 5 km. Có thể cảm nhận được rung chấn mạnh ở nhiều khu vực của tỉnh Thanh Hải. Ủy ban Quốc gia về phòng chống giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai của Trung Quốc cùng Bộ ứng phó tình trạng khẩn cấp đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp cứu trợ thiên tai cấp 4. Do khu vực xảy ra động đất nằm ở vùng cao, có thời tiết lạnh nên các nỗ lực cứu hộ đang được thực hiện nhằm ngăn chặn các thảm họa thứ cấp do các yếu tố khác ngoài trận động đất gây ra. Nhiệt độ ở Linxia, Cam Túc gần nơi xảy ra động đất là khoảng âm 14 độ C vào sáng thứ Ba. Một phần hệ thống điện, nước, giao thông, thông tin liên lạc và cơ sở hạ tầng đã bị hư hại, nhưng các cơ quan chức năng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. CCTV cho biết tổng cộng có 9 cơn dư chấn có cường độ từ 3,0 độ trở lên đã được ghi nhận sáng thứ Ba. Ghi nhận của báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, trận động đất mạnh 6,2 độ Richter xảy ra ở huyện Tích Thạch Sơn, tỉnh Cam Túc vào lúc 23 giờ 59 phút ngày 18 tháng 12. Thảm họa khiến 100 người ở tỉnh Cam Túc và 11 người khác ở tỉnh Thanh Hải thiệt mạng. Ngoài ra còn có hơn 200 người bị thương, trong đó có 96 người ở Cam Túc và 124 người ở Thanh Hải. Tính đến 6 giờ ngày 19 tháng 12, có 275 dư chấn đã được ghi nhận. Dự kiến số người thương vong sẽ tiếp tục tăng khi công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục. Người dân địa phương cho biết họ từng chứng kiến các trận động đất trước đó, nhưng đây là trận động đất mạnh nhất. Ông Bai, một người dân ở huyện Thạch Tích Sơn, cho biết khi trận động đất xảy ra, hầu hết người dân trong làng đã ngủ, ông vẫn đang làm việc trên đường. Sau khi nghe tiếng động lớn thì mặt đất bắt đầu rung chuyển. Lúc đó tôi thấy dân làng ào ạt chạy ra khỏi nhà, tìm kiếm chỗ trốn an toàn. Nhiều người chia sẻ ngay khi thảm họa xảy ra, các vết nứt lập tức xuất hiện trong nhà, TV treo trên tường và mái ngói cũng nhanh chóng rơi xuống. Ở các vùng núi, một số ngôi nhà cũ bị sập hoàn toàn, khiến nhiều người bị thương. Mọi người đã tập trung sưởi ấm bên đống lửa ngoài nhà của họ cho đến khi trời sáng. Một số ngôi nhà và các cơ sở hạ tầng ở tâm chấn bị hư hại nghiêm trọng. Nhiều khu vực vẫn chưa có điện, nước. Các bệnh viện ở Cam Túc liên tục tiếp nhận hàng trăm người bị thương. Tất cả nhân viên y tế đều trực xuyên đêm để hỗ trợ bệnh nhân. Lều giường xếp và chăn bông đã được gửi đến khu vực xảy ra thảm họa. Trong bối cảnh Trung Quốc đang trải qua đợt lạnh khắc nghiệt, sau trận động đất, chính phủ Trung Quốc đã điều động 1.440 nhân viên cứu hộ quốc gia đến khu vực thảm họa, hỗ trợ tìm kiếm người sống sót. Đến sáng sớm ngày 19 tháng 12, công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi khẩn trương tìm kiếm và dốc toàn lực cứu hộ để giảm thiểu thương vong. Lũ quét cuốn trôi nhà và gây lở đất ở ngôi làng vùng núi tỉnh Thiểm Tây khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và 6 người mất tích. VN Express thông tin, trận lũ quét do mưa lớn ở làng Uy Tử Bình phía nam thành phố Tây An tỉnh Thiểm Tây hôm 11 tháng 8 đã dẫn đến lở đất, phá hủy 2 ngôi nhà và gây hư hại đường, cầu, nguồn cung điện và các hạ tầng khác. Theo Đài Phát thanh Quốc gia Trung Quốc CNR, 21 người thiệt mạng, 6 người mất tích. Cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp Tây An cho biết, ngày 13 tháng 8, China Daily đưa tin thảm họa xảy ra vào khoảng 18 giờ khi lũ quét từ trên núi đổ xuống khiến đất đá ập xuống làng Uy Tử Bình nằm trên sườn núi Tần Lĩnh. Một chủ nhà hàng địa phương nói một số du khách đã bị lũ cuốn trôi. Hình ảnh do truyền thông nhà nước đăng cho thấy cây cối gãy đổ và các đống đổ nát nằm dọc các con đường đầy bùn đất tại làng. Trung Quốc đã triển khai gần 1.000 nhân viên cứu hộ tới Uy Tử Bình và sơ tán 186 người đến nơi an toàn. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vẫn ở mức cao khi bão Khanun suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đổ bộ tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc. Mưa lớn gây nguy cơ ngập lụt các thành phố trũng thấp trong tỉnh như An Sơn, nơi gần 18.000 người đã được sơ tán. Theo CCTV, lượng mưa trong đêm tại Liêu Ninh cao nhất là 52mm mỗi giờ, với 4 hồ chứa đều vượt giới hạn. Trung tâm Kiểm soát và Cứu trợ Lũ lụt Hạn hán Quốc gia và Bộ Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã họp khẩn để thảo luận các biện pháp phòng ngừa và ứng phó với lũ lụt tại các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng như Liêu Ninh,
Thiểm Tây, Thiên Tân và Trùng Khánh. Trung Quốc tiếp tục các nỗ lực chống bão lũ lụt, đặc biệt là ở những nơi trọng yếu như Thiên Tân, Liêu Ninh, Trùng Khánh và Thiểm Tây. Giới chức Trung Quốc tổ chức cuộc họp trực tuyến để thảo luận về tình hình mưa, lũ lụt và thảm họa địa chất, cũng như những ảnh hưởng và tác động tiềm tàng do bão gây ra ở nước này. Tân Hoa Xã thông tin, cuộc họp do Văn phòng Trung tâm Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Nhà nước, Bộ Quản lý Khẩn cấp, đồng tổ chức với sự tham gia của Cục Khí tượng Trung Quốc, Bộ Thủy lợi và Bộ Tài nguyên. Cuộc họp đã trao đổi các biện pháp về phòng lũ lụt và bão, đặc biệt là những nơi trọng yếu như Thiên Tân, Liêu Ninh, Trùng Khánh và Thiểm Tây. Giới chức Trung Quốc lưu ý, mực nước ở một số khu vực của sông Tùng Hoa vượt mức cảnh báo, trong khi lũ lụt tiếp tục ở lưu vực sông Hải Hà. Dự báo thời tiết mới nhất cảnh báo mưa lớn đổ xuống các vùng Đông Bắc, Tây Bắc và Tây Nam của Trung Quốc, với một số khu vực có thể xảy ra thời tiết đối lưu khắc nghiệt. Giới chức Trung Quốc kêu gọi các tỉnh liên quan tăng cường lực lượng tuần tra, phòng thủ và ứng cứu khẩn cấp, đồng thời đẩy nhanh việc khôi phục các tuyến đê kè. Trung Quốc duy trì ứng phó khẩn cấp cấp 2 với lũ lụt ở Thiên Tân, ứng phó khẩn cấp cấp 3 với lũ lụt ở Bắc Kinh, Hà Bắc, Hắc Long Giang và Cát Lâm, và ứng phó khẩn cấp cấp 4 với cả lũ lụt và bão ở Liêu Ninh. Cũng liên quan tới mưa lũ Trung Quốc, tối ngày 13 tháng 8, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc NMC phát cảnh báo xanh về mưa bão. Theo đó, mưa bão dự kiến xảy ra ở Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, Tây Cương, Giang Tô, An Huy, Chiết Giang, Hồ Nam, Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Tây, Quảng Đông, Quý Châu và Thanh Hải. Một số địa điểm ở những địa phương này dự kiến có mưa tối đa hàng giờ vượt 60mm kèm theo dông bão và gió giật. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp, trong đó màu đỏ là cấp cao nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh. Trong diễn biến khác về thiên tai ở Trung Quốc, cũng trong ngày 13 tháng 8, lực lượng cứu hộ thông tin số người chết do sạt lở đất đá vì mưa lớn ở ngoại ô Tây An, thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc đã tăng lên 21 người, còn 6 người khác đang mất tích. Cơ quan quản lý khẩn cấp thành phố Tây An cho hay, mưa lớn gây sạt lở đất tại một ngôi làng ở ngoại ô quận Trường An. Đất đá sạt lở đã làm hư hại 2 ngôi nhà dân, đường xá, nguồn điện và các phương tiện liên lạc. Hiện 14 lực lượng cứu nạn với 980 nhân sự đang tiếp tục công tác tìm kiếm cứu nạn. Việc cảnh báo về những thiệt hại do mưa lũ có thể gây ra cho người dân cũng được chính quyền Trung Quốc triển khai. Hoàn Cầu Thời báo đưa tin, Bắc Kinh đã đưa ra cảnh báo đỏ về lũ lụt vào trưa ngày 31 tháng 7. Dự báo lũ lụt ở sông Dashihe, quận Phòng Sơn và nhắc nhở người dân tránh xa các con sông sau ảnh hưởng của hoàn lưu bão Dosuri. Lở đất và lũ quét nhỏ đã xảy ra ở các quận ngoại ô Môn Đầu Câu và Phòng Sơn ở Bắc Kinh vào trưa ngày 31 tháng 7, với nhiều con đường trên toàn thành phố bị ngập úng do ảnh hưởng của cơn bão Dosuri. Sáng cùng ngày, khoảng 80 nhân viên của một công ty hậu cần ở trấn Chu Khẩu Điếm, quận Phòng Sơn bị mắc kẹt do lũ lụt. Không có thương vong hoặc thiệt hại nào về xe cộ được báo cáo vào sáng ngày 31 tháng 7 ở Bắc Kinh. Theo trụ sở kiểm soát lũ lụt của thành phố, tổng cộng 28 trường hợp khẩn cấp về lũ lụt đã được công bố kể từ tối ngày 29 tháng 7, bao gồm 23 trường hợp ngập úng, 4 thảm họa địa chất và 1 trận lũ quét. Đã có tổng cộng 30.652 cư dân có nguy cơ đã được di rời, 4.069 dự án xây dựng bị đình chỉ, 243 danh lam thắng cảnh và 6.280 nhà nghỉ đã bị đóng cửa. Trong khi đó, 4.350 đội kiểm soát lũ bao gồm 150.000 nhân viên vẫn ở chế độ thường trực. Theo cơ quan khí tượng Bắc Kinh, lượng mưa trung bình trên toàn thành phố ở Bắc Kinh từ 20 giờ ngày 29 tháng 7 đến 9 giờ ngày 31 tháng 7 lên tới 149,6mm. Các khu vực đô thị ở Bắc Kinh có lượng mưa trung bình là 159,2mm, trong khi quận Phòng Sơn ở ngoại ô là 326mm, tiếp theo là 287,3mm ở quận Môn Đầu Câu. Kể từ đầu mùa lũ, vào ngày 1 tháng 6, lượng mưa tích lũy của thành phố đã đạt 306,8mm, cao hơn 21% so với mức trung bình hàng năm, vào tháng 7 là 253,5mm. Trong khi đó, các nhà dự báo thời tiết Trung Quốc đã cảnh báo về bão Khanun, dự kiến sẽ nhanh chóng tăng cấp độ và tấn công bờ biển đông dân cư của Trung Quốc trong tuần này. Theo tin bão mới nhất, bão Khanun có thể đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, trung tâm kinh tế quan trọng của Trung Quốc, vào cuối ngày 2 tháng 8.
Sau khi đổ bộ, Khanun được dự báo sẽ suy yếu khi di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó theo hướng Bắc Tây Bắc qua Chiết Giang đến tỉnh An Huy vào đầu ngày 4 tháng 8. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.